về về với cái miệt của em. Em là thuộc dạng mà cực phẩm. Tại lúc đầu em thấy ảnh cũng đẹp nhưng mà nghĩ là ảnh chắc sẽ không cua em, tại em xấu lắm. Vô đi ăn mà biết thân phận mình xấu hay sao, ăn tự trả tiền luôn. Mời quý vị khán giả chúng ta hãy dành một tràng pháo tay chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi bây giờ dạ, giới thiệu. Mọi người ơi, mọi người ơi. Dạ em xin giới thiệu, em tên là Lê Dương Vũ Lâm. Năm nay 30 tuổi, công việc chính của em là diễn viên. Và đây là người đầu óc tay gối với em, Quỳnh Quỳnh. Giới thiệu đi Quỳnh. Dạ, xin chào mọi người. Em tên là Tạ Thị Quỳnh Anh. Năm nay em 27 tuổi. Hiện tại em là trợ lý của anh Lâm. Cái cơ duyên nào mà em và Bảo Lâm lại gặp nhau? Và ấn tượng đầu tiên của em dành cho người đàn ông này là gì? Dạ, em với anh Lâm gặp nhau là ngày 14 tháng 2. Là cái thường thường cái lễ tình yêu là em đều đem hoa ra công viên để bán. Anh quen cái người bạn của em, cho nên là ảnh từ thành phố ảnh về ảnh chơi chung. Mà lúc đầu tiên thì em thấy ảnh là em rất là ghét. Ảnh chảnh chẹ lắm, ảnh giống như thằng khùng á. Em bán hoa ở đâu? Dạ công viên ở dưới Long Thành. Long Thành. Dưới Long Thành, còn Lâm là từ thành phố về. Dạ lúc đó em là sinh viên trường sân khấu rồi, năm 2 rồi. Mà lúc đó mình thể hiện xíu, tức là lãng tử xíu, tóc tai vút vút các thứ. Rồi chạy xe, mà lúc đó em chạy xe SH. Thấy ghê lắm. Em còn nguyên chậm bóng bóng ở sau xe đó. Chạy nén. Ta nhìn em quá trời, em cứ tưởng là người ta trầm trồ với nhan sắc của em. Nhưng không, sao để em mới biết giống một không ưa nhau vậy rồi sao mà hai đứa tiếp cận nhau đúng không? Dạ từ lúc đầu em thấy ảnh cũng đẹp nhưng mà nghĩ là ảnh chắc sẽ không cua em, tại em xấu lắm. Với lại em nghĩ là em cũng không với được cái người giống như vậy. Dạ nếu như mà ở Sài Gòn á, vô trường sân khấu là trung bình, không ai thèm nhìn hết. Nhưng về với cái miệng của em, em là thuộc dạng mà cực phẩm. Kiếm phẩm đó, thực phẩm thực sự luôn. Tức là ra đường là ai cũng chầm chỗ trơn trọi. Quỳnh có một người em nữa rất là đẹp luôn. Người em thì trưng diện hơn. Còn người chị thì nhìn ban đầu thì dơ nên là không có để ý. Tại sao Lâm tía thác mà Lâm cột một cái chùm bóng bóng sao, là chột con bóng làm gì? Chú ý. Tại vì nếu mà đi một mình em sợ là không có đủ cái sức hút để người ta chú ý em. Trời đất ơi, nó em mua 200.000 bong bóng. Mà bong bóng bay đó. Mình nặng. Sao thuận em tâm sự với anh mà tụi anh nói em bệnh nặng. Không dùng bong bóng. Rất là nhiều. Rồi sao nè. Dùng chùm bong bóng mà bong bóng màu hồng, màu xanh đồ, màu rất là bu đê. Chạm vào một kiếm yêu. Tức là cái khu đó đó, là mỗi tối là tất cả những người mà cô đơn, những người mà FA thường ra ngoài để tìm người yêu rồi nọ. Rồi tấn công con nhỏ em sao? Vô là làm quen nhỏ em. Xong rồi sao nữa? Bắn bông đúng không? Hai đứa cùng bắn bông hả? Hai chị em bắn bông. Con có em là chủ yếu là dẹo để quát khách, để quát khách để vô bông. Còn con nhỏ chị là không có nhan sắc cho nên dạt vô trong. Cắt bông, cắm bông đồ. Là nhỏ em tươi quá. Là tấp vô làm quen nhỏ em. Nhưng mà sau khi vô là biết nhỏ em có bồ phải không? Lúc có quen ai đúng không? Coi như là chết luôn rồi. Rồi sao? Sao đây không lẽ cũng làm còn bóng bóng rồi làm rần chơi đó. Nhưng mà anh hỏi này, khu vực đó ngoài hai chị em này bắn bông không còn nhỏ nào bắn bông khác? Tức là cái khu đó bữa đó gái đẹp nhưng đi đâu hết trơn rồi. Còn hai chị em nhỏ nẻ lại quỷ cái. Vợ em mà kêu quỷ cái không mà chị ơi. Ủa sao kỳ vậy? Tại sao em gọi là quỷ cái hả? Dạ em biết kia rất quen rồi. Vợ nhà em tên tí em. Quỷ cái chứ em. Quỷ cái gì? Quỷ cái. Mà 8 giờ rồi mà không có ai. Không ai mua. Mà lâu lâu mới về Long Thành một lần. Thôi kệ, coi như là thí mạng luôn đi. Có đại đúng không? Cho vui nhà vui cửa đi. Có này bắt đại cái kia. Bắt đại cái kia. Nói chuyện như bà này. Xong rồi cái bà rủ đi ăn. Em rủ đi ăn đúng không? Dù duyên, tại vì tôi rủ viên nhóm rủ ông nào. À rủ nhóm đi ăn. Dòng vô đi ăn mà biết thân phận mình xấu hay sao, ăn tự trả tiền luôn. Trời ơi. Mà nguyên một bầy con trai mà tự trả tiền. Không biết nhục còn nói. Đó kìa, không biết nhục còn nói kìa. Sao không bao người ta? Tại mình đẹp, mình là trai đẹp dưới quê cho nên mình không có giá. Bạn mời tôi là bạn phải bao tôi chứ. Ông ghen ghê. Rồi sau khi mà đi ăn cái bữa đó, em còn ấn tượng là anh này bị khùng nữa không? Hay là cái ấn tượng của em có thay đổi? Em cũng hay ghét lắm. Tại vì em thích cái anh kia. Trời ơi. Ai vậy? Đức hả? Dù gì. Mới cái xong cái ảnh đưa em về, cứ dí theo em, xin số điện thoại của em. Cái em thôi cho đại chứ để nó mất công nó càng cười riết nữa. Cái xong cái cũng cho, cái anh nhắn tin em 3 ngày sau, cái anh chở em về nhà ảnh luôn. Chở em về nhà ảnh luôn. Rồi
về rủ nhiều bạn chứ không phải là về một mình cô. Rủ về xong rồi tự nhiên thấy tính cô tốt quá. Là em đấy cô này. Hồi đó giờ có ai nói với em á là nghi ngờ giới tính của Lâm không? Dạ có nhiều chứ. Nói sao? Dạ nói mày quen thằng đó BD vậy. Nó không có cưới mày đâu. Ít nhiều em cũng là gái mới lớn mà. Đúng không? Mới lớn anh. Không, cái lúc đó anh đang nói đó. Em cũng phải hồ nghi chứ. Có nghi không? Dạ không. Tại em thấy ảnh men lắm. Chứ em nghĩ là tụi nó chắc ganh tị với em. Lâm làm gì em mà em biết nó men? Làm dạ. gì em? Em cảm nhận được. Cảm nhận. Dạ. Đang hỏi kìa, nó cất ấy không? Nó đúng không? Quen có, đó, có vụ đó. Đây nè. Lực lượng có vụ không nè? Dạ có chứ. Bao lâu làm bao lâu em là bắt đầu vụ? Dạ. Đàn ông nào cũng vậy hết trơn á, vụ hết á. 7 tháng rồi. À, đến vụ kia nữa ở lâu không? Dạ. Tự nguyện. Ghê lắm. Ai? Ai ghê? Ý là em á. Ờ, rồi sao đâu. Anh nghĩ với nhan sắc này, em mà cởi cái bộ đồ vest ra cái là muối đồ. Thì ghê lắm. Chuột con này nọ. Ừ. Thử hỏi. Ừ. Quỳnh nào chịu nổi. Quỳnh nào mà chịu nổi. Ồ. Vậy có nghĩa là Lâm đâu cần dụ nhiều đúng không? Không dụ nhiều chị. Em chỉ cần nói chị Dân biết cái miệng của em rồi đó. Ví dụ em muốn hề nó hề, còn em muốn mà lãng mạn ngôn tình cũng có luôn. Bao lâu thì cổ mới lên Sài Gòn? Cô làm trợ lý cho em. Mấy năm rồi? Ở chung nhà với em. Dạ, quen nhau chắc cũng phải 5 năm. 5 năm là trong sáng đúng không? 5 năm trong sáng anh. Trong sáng không? Trời ơi. Sáng nhẹ thôi, nói trong sáng là xạo. Sáng nhẹ. Nói trong sáng 5 năm cho em gặp mặt. À, dối trá. Dối trá. Dối trá. Trời ơi, tôi sợ ghê. Trời ơi, ghê. Cái bà nó ghê, nó dễ cầu sớm hơn bà đó. Em nói thiệt. Còn mấy người mà ta chia sẻ thật lòng. Tôi vậy là mấy người nó đàng hoàng. Đúng. Trời ơi, tụi hung nó ghê. Trời ơi, nắm tay. Trời ơi, bà nó theo trai sớm. Đó, hay quá. Có nhiều trường hợp rồi. Hay quá Lâm ơi. Coi... Nói về 5 năm trong sáng thì không trong sáng lắm. Sáng nhẹ. Thì cũng có sơ mút của này nọ. Nhưng mà. Nhưng thật lòng và quen đến 5 năm và khi đó điều kiện em có rồi, em nghĩ là em đã nuôi cô này được rồi và em lo cho cô này được rồi và em kêu là thôi lên đây ở đi để mà hỗ trợ nhau trong công việc. Em lên chung thì ảnh để nguyên một ngày ở nhà từ sáng đến tối mà ảnh đi hoài mà em điện thoại cũng không được nữa. Mà người ta đang quay một cái điện video video hoài. Đi đâu mà sao mà không cho gặp mặt. Đi quay với ai? Đó, đó. Bà ghen hả phải không? Bà ghen. Đi làm ta kiếm đồng tiền cực khổ trăm bề mà ở nhà mà ghen tuông mù quáng như vậy. Em đã kêu Quỳnh lên Sài Gòn chắc chắn là em đã tạo được một cái niềm tin với phụ huynh của Quỳnh rồi đúng không? Dạ. Ba Quỳnh mê em lắm. Ba em một ít cười lắm, mỗi lần coi thấy ổng cái cười cái tiếc cái hai cái nú này ra luôn. Trời ơi trời. Nói nghe nè, như vậy là mình sẽ tính là tính từ cái lúc mà ha em Quỳnh bắt đầu lên ở trên này để làm trợ lý cho Lâm là bắt đầu lòi ra tật xấu nè, lúc rồi. Đó mới thấy được tật xấu của nhau nè. Giờ để Quỳnh nó kể. Dạ, anh bày hài đó. Trời ơi. Với lại hay cọc cằn nữa, vô duyên nhiều thứ lắm. Dài dớ của anh này vậy, anh hay dục lên mặt em vậy nè. Trời ơi, dân. Ủa cái vớ mà dục lên mặt người ta là bệnh lắm luôn rồi đó. Anh hay kéo quần anh dục lên mặt em. Rồi cái gì nữa nè? Ổng vô duyên lắm, ổng ví dụ ổng kêu em là ổng nhắn tin là gần 5 phút nữa về tới nhà nha, chuẩn bị cơm. Cơm canh đều phải nóng hết chứ nguội là không ăn. Em chuẩn bị sẵn hết rồi. Cái về tới nơi thôi anh mệt quá anh không ăn đâu. Hơi nữa cái em dọn rồi lần nữa mới chịu ăn mà phải năn nỉ mới chịu ăn. Em nấu cơm. Dạ. Lâm có bao giờ nấu cơm không? Dạ không. Vậy hả? Rồi á có hay khen em không? Dạ, chỉ chê thôi. 7 năm quen biết nhau, chỉ có đúng một lần là anh vô nhà em là em đang nấu cái canh á. Cái anh ăn anh khen tới tấp. Mèo ơi. Hồi lúc mới quen á, khen cái ghê lắm, giờ chê muốn giống như là đồ bỏ đi. Chê là chê giỡn thôi chứ đúng không? Không, chê thiệt anh. Thật sự món đồ ăn rất dở luôn. Là cô ấy không ăn hành được, là ép mình không ăn hành, không ăn ngò luôn. Mà đặc biệt là gia đình có kỵ chữ đường. Không có giờ mình ăn đường, em là... Khoái ngọt. Khoái ngọt. Mà giờ đi làm vừa mệt vậy. Mà đồ ăn thì lúc nào cũng xum xuê hết. Xum xuê, đồ ăn là xum xuê nha. Nhưng không có đường. Không ăn được. Nó mặn hoặc là nó lạc quá. Đúng là nó bị sao sao á. Như vậy thì mỗi lần ăn uống chắc lại là căng thẳng lắm luôn. Rất là căng thẳng và cọc luôn. Sẵn nói tật xấu của vợ luôn đi. Nói luôn tới phần em rồi đó. Không cho nó nói em nữa. Rồi bắt đầu. Rất là nhiều. Ví dụ em mà đi chơi là cả showbiz biết. Điện video của em tắt 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 tắt. Ví dụ chồng mình tắt thì mình thôi đi. Không. Điện cho Nam Thư.
Điện Nam Thư xong điện cho Dương Thanh Vàng, rồi điện cho Khả Như, điện cho tất cả showbiz. Mà 4 giờ sáng điện ta, rồi chị Như bắt đầu đồn với chị Thư bắt đầu đồn cho đó bắt đầu tụ họp lại. Rồi xong. Nói thằng Lâm thì ăn chơi đồ này nọ. Là bữa điện ai? Nam Thư hả? Cái ai? Tội nghiệp bà Nam Thư, sao mới trời ơi Lâm ơi, tôi tưởng mày chết Lâm ơi. 4 giờ sáng vợ mày điện tôi khóc quá trời Lâm ơi. Có nghĩa là làm rần rần đổ rộ lên và tất cả mọi người hoang mang hết. Chị Tâm Thư điện cho em, chị Khả Như điện cho em. Nói là trời ơi, biết nó có bị cái gì không? Có chuyện gì không mà sao vợ nó hoang mang chứ vậy? Dạ. Cuối cùng bữa đó ông đi đâu? Bữa đó đi nhậu. Đi nhậu với bạn. Vui một năm em chỉ đi chơi một lần thôi mà không cho chơi. Mà biết đi tập bài đi kiếm tiền là không bao giờ điện nha. Tại anh nói anh đi chơi em cũng phải nóng lòng chứ. Phải lo đúng dạ. Không? Phải lo chứ chơi. Rồi 4 giờ mấy sáng về nhà rồi cái việc đầu tiên em làm là cái gì? Em ngủ. Em về em giận luôn trước chị à. Mà từ đó giờ cái tật của em là em mà giận là cô ấy là người xin lỗi em. Không về em xin lỗi trước. Nghĩ đó hả? Dạ. Rồi ôi. Là nó xin lỗi đồ này nọ. Bóp chân bóp tay đồ này nọ. Quề luôn à. Ở nhà chắc em nói hết đúng không? Ở nhà chắc cô ấy bị thiệt thòi không có dám không nói có gì. Ai cũng tưởng em là ở nhà là em nói chuyện nhiều lắm nhưng mà không có. Ở nhà em không có nói chuyện thiệt sự luôn. Em nói này giùm anh chứ anh nói kỳ á. Dạ ở nhà thì anh đầm tính lắm à. Anh không có nói chuyện với ai á. Em cậy họng cũng nói nữa. Thiệt không? Ở nhà nó bắt em lên đây nói gì vậy? Dạ thiệt không? Dạ không thiệt. Là bữa giờ em là đăng lên Facebook là tìm tài xế. Em nói là tất cả yêu cầu là giờ giấc đồ này họ lương bổng ok hết okay. Nhưng nó có nói nhiều hay không? Nó nói nhiều là ổng không lái. Ông mệt. Ông bị mệt. Nhà em không nói chuyện, em nói mệt. Em để dành cái năng lượng để em đi quay. Để dành năng lượng để khi mà em live stream em làm công việc thôi. Chứ ai tưởng nhà em nói nhiều, em không có nói nhiều mọi người ơi. Anh thấy Quỳnh hơi ít nói đúng không? Ít nói anh. Nhưng mà làm nhiều dù xây nhà là cô ta xây luôn. Tất cả cái gì mà lớn lao rồi tất cả lo hết 100%. Còn em làm cái đó không được. Những cái gì mà như của những người đàn ông là cô ta làm hết. Ở nhà kêu em là công chúa. Công chúa ơi, công chúa ơi. Vậy á hả? Hồi đó anh thích em là mẹ của anh lắm. Lúc mà gọi ở trọ chút chú có con á, ảnh là con của em á. Ảnh ngồi trong phòng á sung sướng, ảnh thích nhất là trời mưa là được ấm áp với mẹ lo. Em hay vô đắp mền cho ảnh lắm. Cảnh phái anh kêu mẹ ơi, mẹ ơi. Ờ đi ghét quá vậy. Ờ vậy hả? Mỗi lần mà kêu nó mẹ ơi, cơm con ăn. Là mẹ bước vô nấu được cơm cho ăn. Mẹ ơi, không ăn. Tưởng tượng là mẹ đắp mền cho con. Dễ thương quá. Ờ dễ thương quá hả? Ngày hôm nói cái vấn đề nữa là ngày xưa là vừa làm trợ lý vừa làm tài xế cho em luôn. Em với con Dương Thanh Vàng là đi diễn đi tấu hài chị là cô ta thắng chạy tới đâu là răng răng tới đó. Lái xe hơi á hả? Lái xe hơi mà thắng là thắng lết bánh. Mỗi khi mà tụi em chạy show là nhiệm vụ con Dương Thanh Vàng là bắt đầu nó xỉu trong xe chị. Ví dụ lỡ nhưng mà chú công an mà chú bắt một cái là nói là con Dương Thanh Vàng nó diễn quá nó bị tăng xong nó bị xỉu. Rất là giỏi. Sao mà còn em tới giờ em chưa biết lái xe luôn. Sao em đưa tụi anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác không vậy? Nhưng mà vậy là có xe xu ăn diện không? Không không xe xu ăn diện mà nó đi theo cái kiểu mà nó bị bày hay luôn đó chị. Trời ơi. Tức là đi tới chỗ đông người thì mặc đồ rất là ok. Nhưng ở nhà mặc những cái bộ đồ hú hồn. Những cái bộ đồ mà mấy chục ngàn, ngoài 40 ngàn hả? Bộ đồ mà về dưới quê, về với mẹ mà mấy cái sớm mà cái miệt thứ, miệt mà đổ đống đó. 30-40 ngàn. Mấy cái mà ren mà bông qua rồi này nọ đó. Mà mặc cái nọ mà nó cũ mà không chịu dục. Em phải đè đầu em xé, bữa em bứt hai cái dây nè để dục cái bộ đồ đó mua đồ khác. Nhiều khi em hỏi Quỳnh ơi sao mà kỳ của Quỳnh. Ví dụ nhiều khi mà anh về anh mệt mỏi em phải sexy một xíu. Em có phải mặc đồ em uống lượng một xíu uống lượng, để cho mà nó tươi mới cái tình yêu mình. Nhưng không chị vẫn mặc cái đồ sớm xuống mà dây hai dây đồ bèo đồ này nọ mà nó như nhăn nhíu đồ thấy ghê lắm. Tại không hết. Tại những cái đây mặc như nó thoải mái có em bé nữa. Em nói mặc đầm thì nó rườm rà đâu có ngồi lên ngồi xuống để mà làm đồ ăn đâu. Chị biết em vừa làm đồ ăn xong rồi con khóc em phải chạy lên. Vừa chạy lên chạy xuống mà thang lầu nó rất là nhiều mà rất là mệt. Mà mặc đầm thì nó vướng díu tùm lum hết á. Với lại nhiều thẩm mỹ viện em kêu Quỳnh ơi vô răng mình bị mẻ. Bây giờ em mình đi làm đi cũng không chịu làm. Tiếng mày là cái thẩm mỹ viện nó cho miễn phí năn nỉ quá mới qua làm thôi. Vậy đó hả? Thiêu thôi. Nói chung là không có biết chân diện cho bản thân của mình. Mà bây giờ em có mong muốn Quỳnh là cái điều gì không? Bữa nay nói thật lòng với Quỳnh luôn đi. Mong nói muốn điều gì thay đổi á? Em mong muốn nói là luôn. Quỳnh sẽ giục những bộ đồ cũ ở nhà đi. Và đừng ăn cắp phấn son của em nữa.
cái vỏ đồ trang điểm của em lâu lâu em mất đồ anh, em mất cây son, em mất cây vẽ chân mày, em tức em chửi trợ lý em, tụi nó làm mất, ai về về vợ em cắp của em. Mà hai vợ chồng đã tối ngày cái chửi lộn đề son phấn nó kỳ lắm. Ví dụ em kêu à, đi đám cưới đám, đám hỏi đám ơ rồi đó, thì mình ra tiệm mình trang điểm khoảng 200 ngàn 300 ngàn, không chịu, nhà tự vẽ chị, mà đâu có khéo tay đâu, vẽ cái mặt nó kỳ lắm. Mà phải khi mà người bình thường nó vợ Lê Dương Bảo Lâm diễn viên rồi này đó, mà vẽ mặt kỳ cục kỳ đờ, vẽ sao đâu nè, tức là tự phiêu anh. Gì? Hồi nãy lên đây là tự trang điểm em nói không, chương trình có bắt cúp đàng hoàng đi lên trễ cho người ta làm. Em đạt hai chồng chửi lộn xong mới lên tới đây làm. Thật sự hy vọng là trong thời gian rảnh rỗi thì học nấu ăn ngon hơn, nên chịu khó nêm đường xíu để cho cái cuộc sống mà nó ngọt ngào hơn. Em muốn là em nấu ăn thì cũng tâm huyết của em á, cho nên đừng có trêu lố quá. Anh nhiều khi anh chơi mà em thấy em buồn lắm. Đồ ăn em cũng trang trí đồ đẹp lắm. Tôi em thấy nó ngon lắm. Nó hoành tráng lắm. Cá mắm đồ lẩu đồ nghi ngút. Nhưng ăn vô thấy ghê. Tại em mong muốn mong muốn thay đổi điều gì? Người đàn ông này. Dạ chỉ mong anh là bớt chơi em vậy thôi. Lâm là cái như là tấn công tới tấp quỳnh, nhưng mà anh biết trong thâm tâm em rất là thương vợ em. Thì nhân hôm nay anh cũng như là mọi người cũng đang rất muốn nghe em nói một lời gì đó thật lòng thật tâm của em dành cho người phụ nữ này. Ví dụ khi mà em đi theo cái con đường nghệ thuật này chắc chắn sẽ thị phi rất là nhiều, và khi mà vợ em nghe những cái lời đó thì chắc chắn là vợ em cũng sẽ bị chạnh lòng đôi chút. Thì em chỉ muốn nói là em không bao giờ đem cái hạnh phúc của em ra mà em đùa giỡn. Ai nói gì nói, miễn là gia đình mình hạnh phúc, cùng nhau nắm tay qua những cái chặng đường khó khăn gian nan là được rồi. Cho dù ngoài kia bao la sóng gió, chỉ cần anh với em bảo vệ nhau, hạnh phúc với nhau là được. Ok. Mọi người bảo là anh là cũng đào hoa các thứ, cho nên là đừng tin vội. Bắt đầu anh mới thổ lộ thật là nhà anh là có vấn đề. Từ lúc sau biết đấy là cảm giác là đồng cảm là yêu nhau luôn. Và bây giờ thì chúng ta hãy dành thêm một tràng pháo tay nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Giống công chúa với hoàng tử ghê luôn á. Mới đang định khen mà chị Dân khen trước rồi. Hai em giới thiệu về mình đi. Và em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và cùng toàn thể các vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Bạch Quang Lợi, năm nay là em 34 tuổi. Công việc chính của em đó là chuyên viên kinh doanh tại hệ thống siêu thị. Còn nghề phụ của em đó là phụ vợ việc kinh doanh. Nói chung là cũng kinh doanh hết á. Là vợ là kinh doanh riêng một cái ngạch khác hoàn toàn, đúng không? Còn em? Em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Xin chào toàn thể các vị khán giả. Em xin giới thiệu em là Trịnh Thị Hoa. Năm nay em 26 tuổi. Em quê ở Hà Nội ạ. Công việc của em là bán chè thôi ạ. Bán chè à? Bán chè. Chè ăn. Bọn em là chè thương hiệu. Chè Ngọc Thạch. Chè ăn đá đấy. Chè lạnh phải không? Vâng. Mà tụi em là hiện tại là đang ở Sài Gòn hay là ở đâu? Em sống ở Hà Nội ạ. Tụi em vào đây quay chương trình Vợ Chồng dạ, Son. Rồi bây giờ lần đầu tiên mà em gặp cô chủ này là ở đâu? Lần đầu tiên thì em được gặp vợ em là một người bạn của em. Học cùng với cả lớp vợ đại học. Lớp của vợ em có tổ chức một buổi đi tham quan ở Yên Tử. Là em được bạn em rủ đi cùng. Đi thì lên đấy thì có gặp vợ em, thì ban đầu thì ấn tượng của em đối với vợ em là nhìn vợ em cũng rất là cao ráo xinh xắn, trắng trẻo và trông rất là hiền lành. Tức là cái ấn tượng đầu tiên em gặp vợ là xinh xắn, cao ráo, em có thích không? Thực ra thì lúc đấy em cũng có người yêu rồi nên là em cũng thấy vậy hả? Thích thì có thích nhưng mà mình chỉ để đấy thôi. Cũng hơi xinh xắn chút xíu. Là em có người yêu rồi đúng không? Em có ấn tượng gì về cái nhan sắc của anh không? Ủa đẹp trai cho anh Hồi, nhìn chồng em như trai Hàn Quốc ấy. Đẹp trai, tức là ấn tượng đầu tiên của em là đẹp trai. Nhưng mà lại đi cùng cái đứa lớp em, đứa đấy lại con gái. Em cứ nghĩ là người yêu của nó cơ. Hồi đấy em có người yêu rồi cho nên nhìn thì đẹp trai thì thích thôi nhưng không làm gì. Tức là hai người đều có người yêu rồi. Hôm ý không biết tên cơ, cứ gọi thấy già hơn, thấy mọi người gọi là chú, mình gọi là chú thôi. Sau này em mới trêu em bảo là đấy, mọi người vẫn hay nói câu là trước chú sau em lèm bèm thành vợ đấy, thành thật rồi. Mà thành thiệt luôn á, trước chú sau em dần dần thành vợ. Đó là đúng với cái cặp đôi này luôn nè. Sau đó thì về các em có liên lạc với nhau không? Tại vì hôm nay em là người cầm máy ảnh. Thế là em chụp ảnh cho mọi người, thế là em cũng chỉ add link của vợ em, gửi ảnh cho vợ em thôi, cũng không trò chuyện gì cả. Sau khoảng một thời gian thì em cũng lập gia đình ạ. Thế à? Vâng, em cưới vợ. Sau cái lần mà xuống núi đó bao lâu thì cưới cái người đó? Em khoảng 6 tháng ạ. Lúc các bạn này có biết không?
Em cũng biết nhưng em thấy bình thường lắm. Ôi nhưng mà em đám cưới với vợ trước như vậy thì sao lại lại đến với cô này? Thật là em kết hôn thì được khoảng 2 tháng thì em cũng có một cái lý do rất là tế nhị và cũng khá là đặc biệt. Thì sau 2 tháng thì em mới phát hiện rằng là cô vợ đấy của em là có vấn đề về giới tính. Tức là cô không có yêu đàn ông hả? Không, tức là khi lấy em về xong rồi cô mới thực sự phát hiện là mình bị về cái vấn đề về như thế. Tức là sau khi lấy em về thì tự nhiên vô tình được gặp em đấy thì cũng quen từ lâu rồi. Em cũng gặp rất là nhiều lần rồi nhưng chỉ nghĩ là hai chị em chơi thân với nhau thôi. Vợ em thì rất là cá tính, tóc thì tomboy, ngoại hình các thứ rất là cá tính mạnh mẽ. Lúc lấy em về em cảm giác vẫn cứ em như bình thường, nhưng mà phụ nữ bình thường cũng ghen cũng yêu như bình thường cả, em cũng không nghĩ gì cả. Thì dần dần em thấy vợ em bắt đầu tự nhiên sau 2 tháng thì tự nhiên vợ em thấy có đồ rất thay đổi, em thấy biểu hiện lạ. Ví dụ như là cái bạn nữ đấy về quê lại mua quà tặng cho vợ em. Vợ em tự nhiên lại có hôm thức đến 2 giờ đêm làm quà handmade tặng cho bạn gái đấy. Nhưng mà sau dần dần tự nhiên nó cứ cảm thấy tình cảm vợ chồng nó cứ nhạt dần. Thế là em mới cố gắng tìm hiểu. Một lần vô tình em mới làm về, vợ em đang nấu cơm dưới nhà. Thế là em mới lên trên nhà để em cất đồ, em thấy cái điện thoại vẫn để ở bàn. Thế là em mới cầm điện thoại vợ em lên xem tin nhắn của vợ em nói chuyện với cả bạn kia. Và đúng là sự thật là thế. Nhưng mà em coi như em không biết gì cả. Đầu tiên em nghĩ là chắc là bởi vì là vợ em bị lôi kéo cái gì đấy. Chứ không phải là bởi con người vợ anh bị như vậy. Xong bạn ấy bảo hứa sẽ không gặp vợ em nữa. Vợ em cảm thấy là mình ai lấy và có lỗi với em ấy. Thì vợ em mới bảo là bây giờ là muốn tạm thời tách một thời gian để vợ em suy nghĩ xem thực sự là vợ em, con người vợ em là như thế nào. Sau một thời gian thì về cũng bảo với em là em nói thật anh là bây giờ là em ngày xưa em yêu anh là thật lòng, em cưới anh cũng là vì tình cảm chứ không phải là vì gì cả. Còn nhưng mà gặp em đấy em có thể có tình yêu, em bao nhiêu tình yêu hay em có thể sống chết với em đấy, em không thể sống thiếu em ấy được. Nên là tôi mong anh rất là thông cảm cho em. Em cũng muốn anh là tìm được một người hạnh phúc nào tới tốt hơn để cho anh đỡ phải khổ. Thì em cũng không biết nào cách nào cả nên là phải đành phải chấp nhận. Chị thấy vậy nè, thực ra là cái chuyện nó cũng đã qua rồi. Và thực sự cái chuyện mà tình yêu á, thì mình không thể nào trách được nếu đó là một tình yêu thiệt. Đúng rồi. Cho dù là ở giới tính nào đi chăng nữa. Thì cái vấn đề ở đây mình muốn chia sẻ là chị đoán có đúng không nha. Sau đó thì em bị suy sụp đúng không? Em suy sụp và em cái người mà em tâm sự là vợ của em bây giờ đúng không? Thì cái cơ duyên đó thì hai bạn mới đến với nhau đúng không? Chị rất muốn hỏi vợ của em là cái thời điểm mà anh tâm sự về cái hoàn cảnh của anh như vậy thì cảm giác em sao? Em có tin không? Hay là em nghĩ đây là chiêu trò để mà anh tiếp cận em? Thực ra hồi đầu mà lúc mà anh quay lại mới nhắn tin cho em ấy, mọi người bảo là anh là cũng đào hoa các thứ cho nên là đừng tin vội. Anh cũng không nói rõ sự thật đâu. Sau mãi về sau phải quen nhau được tầm 2 tuần bắt đầu anh mới thổ lộ thật là nhà anh là có vấn đề. Hồi đấy mình cũng chỉ khuyên thôi. Sau một thời gian anh mới nói thật như thế thì em thấy thông cảm. Từ lúc sau biết đấy là cảm giác là đồng cảm, là yêu nhau luôn rồi. Yêu luôn sau 2 tuần lễ đúng không? Rồi sau đó bao lâu thì hai em mới chính thức rồi là quen nhau? Thì sau khoảng vài tháng ấy, đúng hôm đấy là hôm 13 tháng 2, lúc đấy là khoảng 11 giờ đêm. Hôm đấy em chuẩn bị hết cả bánh sô-cô-la và bóng bay các thứ đồ quà. Em đứng sẵn trước cửa nhà trọ, phòng trọ của cô ấy. Đầu tiên em mới nhắn tin cho vợ em như này. Em bảo là bởi vì cái hoàn cảnh của em như thế, em cảm thấy là em chưa xứng đáng với cô ấy, mong cô ấy muốn tìm một người khác tốt hơn. Sao nữa? Cô có trả lời em không? Một lúc xong vợ em nhắn tin lại. Tại sao để anh để cho em yêu anh rồi? Mà anh mới lại nói với em nói như cái vậy. Điều đó. Lúc em nghĩ là thật không? Có chứ chị. Lúc đó là em cũng thiệt luôn đúng không? Vâng, lúc em khóc nhiều. Tức là lúc khóc luôn. Em nghe từng khóc nhưng mà em lúc đấy em phải cố nhịn. Đúng 12 giờ em gõ cửa. Trên tay em cầm đủ nước hoa. Vợ em nhìn thấy sướng lại quá. Hét âm lên. May quá là em bịt miệng lại không thì hàng xóm mới đang ngủ. Bắt đầu từ đấy em yêu nhau. Bây giờ vô tới câu chuyện coi như là mạch lát đi chính ra đây đây. Trong 4 năm ở với nhau bây giờ cũng đã có con rồi. Có những cái tật xấu gì lòi ra không? Anh ấy này đẹp trai ngời ngời như Hàn Quốc vậy đó. Vậy anh ấy có tật xấu gì không? Đẹp trai nhưng mà lôi thôi. Quần áo anh thay ra nhưng không bao giờ anh vứt vào trong chậu trong phòng tắm để giặt. Mà em là phải đi ngửi nách từng cái áo. Cái nào mà hôi lách em phải mang vào giặt. Cái thứ hai là chơi điện tử. Như là vợ chồng em cãi nhau chỉ xung quanh vấn đề đó là chồng em chơi điện tử. Ui dồi ôi, anh chơi mà đến lúc mà em đẻ rồi phải đi ở nhờ nhà anh chị chồng. Bởi vì hồi đấy là nhà em đang làm nhà. Thì ở đấy có một cái lan can nhỏ như này này.
em phải tránh điện tử, tránh máy tính, bởi vì là như thế là hại cho cả con. Ừ. Anh ấy lôi ra cái lan can bé bằng cái này, anh ngồi không có bàn biếc gì cả, anh kê cả một bộ máy tính dàn cây đấy, anh ngồi anh chơi luôn cả đêm được. Trời ơi. Không cần quạt, không cần gì. Vậy em nặng như vậy đi lại mọi người. Tiếp theo đi em. Anh này nhiều bạn thân là con gái lắm, nói chung là mỗi lần đi ra cửa là em lo. Có đợt không biết là đi chơi hay đi hát với bạn về, em ngửi thấy áo là nhiều mùi nước hoa lắm chị ạ, mà chồng em không xịt nước hoa đâu. Ừ. Hôm ấy em về em tức em lấy hết cái quần lót của anh ấy trong ngăn kéo. Ừ. Em ra em cắt hết đúng, cái nào em cắt đúng tầm 4 phân thôi. Em không bao giờ mua quần lót mới cho. Ờ. Mặc ngần đấy cái quần lót rách. Đi ra đường em yên tâm, em không sợ nữa. Nói thật với anh chị em là mới mua. Ngay đến tận bây giờ hôm nay em mới biết cái vấn đề bảo chị. Em cứ bảo chị cứ lại sao mấy cái quần của mình có làm cái gì đâu mà cứ rách đúng chỗ đấy. Không hiểu tại sao lại rách đúng chỗ đấy. Rách đúng cả 4 phần. Đến tận bây giờ hôm nay em mới biết được lý do. Ồ. Ê, bây giờ biết rồi đúng không? Cắt 4 phần. Cắt hết đó thì ăn thua cái gì? Không phải, để khi cắt ở dưới đúng á chị ạ. Cởi ra là giả dụ như có đi chơi đâu hay có muốn làm gì, giả dụ quen cô nào mà có xấu gì đấy. Không. Đấy thì không dám tụt quần ra. Bây giờ quần là quần mình lót rách rồi. Trời ơi, vậy đó hả? Dễ thương quá vậy. Mới biết cái chiêu này luôn. Ta, có khi nào nên bắt trước không ta? Rồi còn gì nữa? Nãy mới bây giờ để hỏi cái chuyện này nè. Anh ấy là đẹp trai như Hàn Quốc, tỏ tình như Hàn Quốc. Rồi anh hỏi nghe, trong cái chuyện vợ chồng á, anh ấy có lãng mạn như Hàn Quốc không? Anh lãng mạn lắm, em hỏi anh muốn như nào, anh bảo là miễn sao em thích là được. Anh không quan trọng, cứ em thích thôi. Tôi buồn cười như này, tức là cái hôm đấy tự nhiên thế nào, vợ em lưỡi hứng, làm đùa cho. Làm đùa cho xong rồi quay lên hỏi, thế anh có thích không? Em bị xấu hổ, em không. Làm thế thì ai chẳng thích, nhưng mà cứ bắt em phải trả lời được cứ thích không? Làm xấu hổ cũng chết. Anh thích đẹp không trai, sao em còn làm chứ. Anh đẹp trai em muốn là anh thích thì lần sau anh mới không có cơ hội, anh không muốn ra ngoài tìm nữa, phải vợ ở nhà thích mới được chứ. Anh không trả lời. Rồi bây giờ tới em rồi. Tính của em là vẫn còn trẻ hay phụng phịu hay là dỗi hay khóc nhè. Có ai giận hơn nhiều không? Em có chứ, nhưng mà em giận là chồng em phải dỗ, mà dỗ là đưa đi ăn thì là hết. Vợ chồng em nói chung là ngày nào cũng giận nhau được. Cô bé giỏi hờn, còn gì nữa? Em thì ghen một cách khủng khiếp ấy. Ghen. Tức là khi đối tượng nào mà có kiểu dạng là nguy cơ, nguy hiểm là dùng Facebook của em mà chặn hết tất cả những người đấy. Sau đó đùng cái tin nhưng có hôm bạn em nhắn tin vào chứ, anh ơi sao lại anh lại nhắn, chặn Facebook em. Ô xanh có biết gì đâu, dở ra một loạt chặn Facebook, không hề biết là tên nào. Biết Facebook xong rồi ghen như này, có câu chuyện như này. Cái hôm đấy bạn đồng nghiệp của em thì biết vợ em rất là ghen. Thế là cố tình hôm đấy mới trêu. Nhìn thấy là bình thường mà em đi làm buổi trưa hay ngủ thì hay ngủ với mấy bạn trai với nhau á. Bạn kia bạn biết tính ghen thì bạn chụp cái ảnh kiểu dạng đang ngủ thì hay mới gác nhau ngủ ôm nhau ngủ á. Nhắn tin gửi cho vợ anh chưa, vợ em trêu bảo là hoa anh thấy thằng Lợi với cái thằng này hai thằng suốt ngày buổi trưa ôm nhau ngủ. Thế là vợ em thích tưởng tí thật. Về xong là tự nhiên là buổi tối hôm đấy thấy lạ lạ xong rồi ngồi dở mấy cái hình mấy anh body sáu múi ra chị ạ. Body sáu múi ra bảo anh ra cho anh xem cái này. Ra xem bảo anh nhìn thấy cái này có hấp dẫn không bảo. Thích, đáng yêu. Em thực ra là em biết là bạn ấy chơi rồi, cố tình em chọc cho vui. Sau đó bắt đầu mới bảo thế ai có phải anh thật anh thích đàn ông không? Hôm đấy em cất cho hai cái thế là. Ui em tẩn cho hai cái luôn. Ôi rồi chết chưa. Đấy là cho hết nghi ạ. Em nói thật ra bảo em với nó thật bảo đấy bạn anh nó trêu em thế thôi, biết em tin thì thế. Rồi em có muốn vợ em thay đổi cái gì không? Em muốn là vợ em trưởng thành hơn thôi, quản lý em bớt đi một tí, lớn lòng cho em thở một tí. Còn em sao, em có mong chồng thay đổi điều gì không? Em chỉ mong là chồng em đi ngủ sớm hơn thôi ạ. Trời ơi, hai đứa này dễ thương quá. Bọn em là chưa cưới nhau. Thực ra. Bởi vì là bố mẹ em vẫn đang phản đối. Lý do? Lý do là do chồng em là một đời vợ. Ban đầu là bọn em thống nhất với nhau là giấu bố em. Nhưng mà chồng em nhất quyết nói thật. Tại vì tính của bố em là bố vợ em ấy, làm trong môi trường quân đội nên là rất là nghiêm khắc. Hoa thì bảo là bây giờ tính bố em thế thì tốt nhất là đừng anh nói vội. Không nên nói. Anh bảo không nên đấu giấu mà. Nhưng mà em cứ ngồi suy nghĩ bảo chứ có sao thì mình cứ tâm sự thật và mong sự đồng cảm đến từ bố mẹ và mọi người. Tức là bây giờ tụi em vẫn chưa làm đám cưới luôn? Vẫn chưa, bởi vì... Tức là đây đi đăng ký kết hôn được bao nhiêu lâu rồi? Đăng ký kết hôn hồi đấy là bọn em là bảo thôi là cứ bầu đi. Rồi là sau là về là để xin bố cho bố đồng ý cưới. Thế bảo em bảo bây giờ muốn bầu phải làm đăng ký kết hôn. Em phải băng đăng ký kết hôn sau rồi em mới bầu. Là có đứa con rồi? Có đứa con rồi. Bây giờ cháu là cháu trai hay cháu gái? Cháu là cháu gái. Gái. Cháu gái được mấy tuổi rồi? Cháu được gần 4 tuổi rồi.
Bố tên gì vậy? Bố tên Thạch ạ. Thôi để chị nói chút xíu với bố nha. Anh Thạch ơi, nếu như mà anh có xem chương trình này á, thì anh có thể mở lòng được cho hai cháu không? Thực sự thì khi mà em tiếp cận với hai cháu á, thì em thấy là các cháu qua một thời gian sống với nhau mà cái sự viên mãn và hạnh phúc á, nó lộ ra trên khuôn mặt luôn. Con gái của anh á, hiện giờ em nghĩ là đang có một cuộc sống rất là hạnh phúc. Và con rể của anh á, thì nếu như đúng cái chia sẻ tâm sự của rể á, thì em thấy rõ ràng đây là một người đàn ông rất là trung thực. Thì xin anh chị là mở lòng để cho các cháu có một bữa tiệc cho tất cả bạn bè của hai cháu, cũng như là gia đình hai bên, hai họ có một sự công nhận chính thức đối với các cháu. Thay mặt cho chương trình, rất là mong anh mở lòng với hai bạn trẻ rất là đáng yêu này. Em cũng mong là như thế. Em cảm ơn anh trước. Và để tiếp lời với chị Vân, anh nghĩ rằng là em và Hoa cũng nên nói với bố một lời gì đó. Dạ vâng. Thông qua chương trình thì bọn con cũng xin được gửi lời bố tới bố, thì bọn con cũng là người có con rồi, bọn con rất hiểu là cái mình cũng luôn mong muốn một điều tốt đẹp nhất cho con cái. Thế nên là bọn con có làm sai, rất là mong bố bỏ qua cho bọn con. Và bố tổ chức cho vợ con được một đám cưới trọn vẹn cho cả gia đình hai bên, cho vợ con được gọi là toại nguyện mọi điều. Con xin cảm ơn đến chương trình. Anh Bài Hoa. Qua chương trình em muốn nói với bố rằng là mong bố là chúc phúc cho bọn con và tổ chức cho bọn con được một đám cưới. Thế là mọi điều được viên mãn hết rồi. Nói nghe nè, bây giờ cái điều đầu tiên á, là chương trình muốn chúc tụi em á, là tụi em sớm có một cái đám cưới đúng như ý, và bố sẽ tha thứ, bố sẽ hiểu, bố đồng cảm, rồi bố đồng ý cho tụi em. Đó là cái điều mà chương trình rất mong muốn. Còn về phía cuộc sống của tụi em bây giờ thì thực sự đã 4 năm trải qua rồi, có một đứa con rồi. Tất cả những cái điều mà kể ra đây thì nó cũng đã xong rồi đúng không nè? Thế nhưng mà cái điều mà vợ em mong muốn là em bớt cái điện tử lại. Theo chị là đúng đấy. Thì dành sức khỏe cho vợ, mà vợ thì mới 26, thua mình tới 8 tuổi lần. Để sức mà ấy đi chứ không mình chết. Đấy, chết nhá. Còn với em, anh cũng có một cái nhu cầu là em nới lỏng ra một chút trong cái vấn đề mà gọi là quản lý người đàn ông này. Mình sẽ không phải là không quản, mà mình dùng một cái chiêu khác trưởng thành hơn, vững chãi hơn để mà mình quản lý. Có nghĩa là quản lý theo kiểu mà cái level cao hơn nha. Rồi chúc hai em trăm năm hạnh phúc vậy nha.